Nếu như mọi người có 9 tỷ rưỡi thì mọi người sẽ yêu cầu những gì cho cuộc sống? Cái nhất phải trắng, body chuẩn và cao, và đặc biệt điện nước nó phải đầy đủ. Mà ê, mọi người hiểu sai ý Đăng rồi, điện nước đầy đủ là phải như vậy nè. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh review nhà Nhật Đăng. Và vẫn như thường lệ, tôi là Hải Đăng. Mình Hiếu. Và trong tập ngày hôm nay thì anh em chúng tôi sẽ dẫn mọi người đến trải nghiệm một căn biệt thự mini nằm đằng sau lưng anh em chúng tôi. Thì trước hết thì phải nói về phần ngoại hình của căn nhà này. Hiếu thì em thấy sao về mặt tiền? Với kiến trúc này hình như là tân cổ điển phải không anh? Thì đúng rồi. Em thấy thì có sự khác biệt và có một cái điểm nhấn đặc biệt hơn những căn nhà khác thôi. Điểm nhấn nó phải đến từ những cái hệ thống như là ban công không? Dạ đúng rồi. Đây là ban công nhôm đúc. Thì cái ngôi nhà này nó là sự tiết chế đi những cái đường nét cứng cáp của phong cách tân cổ điển. Nó trả lại một cái vẻ nó đơn giản thôi, nhưng không có nghĩa là nó không có điểm nhấn. Điểm nhấn của nó đến phần ban công hay là phần cánh cửa đằng trước nhà anh em mình nó tạo nên được một cái nét gọi là nó hơi phô trương một tí, nó hơi cứng cáp một tí, nhưng mà nó cũng không kém đi cái phần tinh tế hay là tạo được cái sự sang trọng cho ngoại hình của ngôi nhà. Và tới bên trong này em thấy là cái cửa này thấy nó làm sao? Cửa này em thấy rất là kiên cố. Cái cửa này á là cái cửa nhôm đúc. Dạ. Nên khi mà em kéo thì nó rất là trơn tru khi mà hoạt động. Dạ. Nhưng mà cầm nó cũng rất là chắc tay. Cái hình đó nó cũng được thể hiện như cái hình cái thuyền. Dạ. Các bạn chưa kìm về mở cửa vô lại thuyền đem tiền về nhà. Thuận buồm xuôi gió. Đúng rồi. Còn sáng mà các anh mà mở cửa ra là các cô chẳng nói là ông đi đâu đi với đem tiền về. Dạ. Và đây là một căn nhà với diện tích là ngang 6m5, dài 12m5, 83m2 và được xây dựng là một trệt hai lầu sân thượng. Dạ. Hiện thì ngôi nhà này đang được chào bán trên thị trường với mức giá là 9 tỷ 500 triệu đồng. Và em thấy là cái ngôi nhà này trị giá 9 tỷ 500 triệu đồng thì em thấy nó có hợp lý không? Em thì đầu tiên lúc mà anh Đăng đưa em vào căn nhà này thì cái khu vực ở đây á, quy hoạch là đồng bộ, em thấy cũng rất là phát triển. Điểm một là ưng ý rồi đấy, nhưng mà còn phần bên trong hợp lý hay không thì thôi anh dắt em đi xem nhà đi. Ồ quên, chưa đi coi nhà mà đấy. Giới thiệu với em với mọi người thì chỗ này là để ô tô nè. Dạ vâng. Với không gian như vậy, em thấy là ốp gạch cao hết như vậy thì thấy rất là sạch sẽ và rất là sáng. Đúng rồi, nhìn nó mát mẻ nữa đúng không em? Vâng. Thôi anh mời em qua bên không gian này ha. Anh mời em vào bên trong không gian này. Anh Đăng ơi, lúc hồi nãy á, mà em đứng bên kia em coi là căn nhà này với cái chiều ngang là 6m5, bên hông là một nhà xe. Lúc đấy em rất là tò mò, không biết là cái phòng khách có đúng ý của em không. Em bước vào đây khá là bất ngờ, đủ không gian. Đúng rồi, đối với một cái ngôi nhà ngang lớn á, thường là cái phần bố cục ở bên trong nhà nó rất là khó. Nhưng nếu mà mình phân chia đúng thì mình vẫn có được những cái không gian để mình sinh hoạt rất là thoải mái. Nên do đó là ở đây chúng ta có được một cái khoảng riêng, không gian sinh hoạt riêng. Nhưng mà cái vị trí ở đây á, mình nhìn qua bên kia mình cũng không thấy chỗ để xe nữa nha em. Anh khá thích là cái chỗ này. Hay quá ha. Anh Đăng, hình như là kiến trúc tân cổ điển là thường một căn nhà sẽ có những cái điểm như là thiết kế hoa văn đặc thù như vậy phải không anh? Nó cũng tùy nữa em. Tân cổ điển thì nó phải đi theo những cái level, nhưng mà hầu như á là anh thấy là thường tân cổ điển thì họ sẽ chú trọng vào những cái tiểu tiết, chú trọng vào những cái chi tiết. Chẳng hạn như em nhìn ở đây em cũng sẽ thấy được là cái phần tủ được gỗ được cắt CNC với nhiều họa tiết nè. Bên trên trần thì mình sẽ có những cái phần đèn chùm lớn chi tiết đắp nổi của phần thạch cao được giác bạc. Nhưng riêng căn này thì trần nhà là màu trắng và hòa vào cái tường cũng là màu trắng luôn. Thì em thấy sẽ rất là tinh tế và nổi bật được như là cái đèn chùm này. Đúng và rồi. Cái bức tranh, những điểm nhấn ở không gian này. Không, ngồi ở đây em cảm giác thấy như sao? Đầu tiên ngồi ở đây thì em thấy rất là mát, tại vì gió ở ngoài đang luồn vào. Mới lạnh nữa kìa. Nhưng mà dù là phòng khách và căn nhà này là không gian mở đúng không anh? Em thấy có một cái sự tách biệt ở giữa chỗ này là phòng khách sofa nè, với nhà để xe bên kia rất là khéo léo nha. Và một cái điểm cộng đặc biệt ở đây đó là phòng khách không trực diện từ cổng nhà bước vào khi mà mình đi đường hông qua đây anh. Em thấy có một cái không gian riêng tư và rất là lịch sự. Đúng rồi, ở ngoài đó thì họ đã làm một cái cổng vòm để hạn chế cái phần ở bên ngoài nhìn vào.
đúng là riêng tư thì có, nhưng mà anh vẫn chưa cảm thấy sướng lắm. Sao vậy? Cái sofa này nó chưa làm cho anh sướng. Nếu mà là anh thì anh sẽ tạo hẳn một cái sofa nó hoành tráng chút xíu, nó hầm hố chút xíu để làm nổi bật hơn cho cái không gian này. Cũng hợp lý. Thôi giờ anh em mình vô tới bếp ha. Thì em thấy sao về không gian bếp của các chị em phụ nữ? Em thấy không gian bếp này em rất là ưng ý, rất là sáng và rất là thoải mái, không gian lý tưởng đấy anh. Có một cái điểm cộng ở đây, đấy là đầu tiên là những cái tủ này là tủ đụng trần đúng không anh nhỉ? Tha hồ tủ luôn, mình có thể giấu được rất là nhiều đồ, rất là gọn gàng. Và điểm thứ hai đó là khi mà em đứng nấu ăn ở đây này anh ha, tha hồ mình đựng những cái bạc ti ở nhà, mình tha hồ mà mình đựng đồ ăn ở trên đây để mọi người bưng qua đây rất là tiện. Và khi mà một người mẹ, một người phụ nữ nấu ăn ở đây á, mình có thể nhìn ra phòng khách, nhìn gia đình đang sinh hoạt rất là ấm cúng, có một cái sự liên kết rất là tuyệt vời. Thêm vào đó nữa thì toàn bộ không gian này thì đều theo một cái tông chủ đạo là màu trắng. Nên là cái cách mà chủ nhà họ sử dụng những cái tay cầm màu vàng như thế này để tạo điểm nhấn, hay là những cái dãy đèn led đó, nó cũng sẽ cân bằng được cái màu sắc. Nó làm cho cái không gian bếp này nó ấm áp hơn, nó dễ chịu hơn. Cũng đã được chủ nhà họ trang bị sẵn bếp từ, máy hút, hay là kể cả có luôn hẳn cái máy rửa chén. Và cái điều đặc biệt là anh, riêng bản thân anh rất là thích cái không gian này, đó chính là cái phần cửa được họ sử dụng cửa lồ ở đây để chúng ta có được một cái không gian bếp mở, mình đón gió được luôn. Đúng rồi. Mình rửa chén ở đây thì nhìn ra phía bên ngoài với những cái tấm đá basalt, tấm đá núi lửa, thêm vào đó là những cái chậu cây, nhìn nó cũng mát mắt, nó cũng dễ chịu hơn. Và cái không gian mà mình ngồi ăn uống ở chỗ này mà có cái không gian mở như thế này nữa thì nó cũng sẽ gây được cho mình có một cái nguồn gọi là nội lực khi mà mình một cái ngày làm việc mệt mỏi ngoài đường rồi, chúng ta sẽ có không gian riêng ngay tận bên trong cái ngôi nhà xinh đẹp của mình. Và ở ngoài đây thì chúng ta có sân sau nè, và có một cái toilet được đặt lịch sự ngoài kia. Ở đây thì cũng đã được trang bị cái tủ lạnh lớn, cái tủ lạnh mà bữa anh nói với em á, chứa được một con voi. Đây, con voi đây. Một con voi tên là anh Đăng. Và thôi, Đăng mời mọi người và Hiếu chúng ta sẽ cùng di chuyển lên tầng 1. Hiếu, anh có một cái bất ngờ cho em nè. Ủa gì vậy? Em bước lên trước đây. Bất ngờ gì vậy? Em sợ đi rồi. Em bước lên nha. Ok, bước lên đi. Ôi, đi tập tập. Ôi. Wow, hay quá nè mọi người. Đúng rồi, những cái cảm nhận hiện đại ngày nay thường nó hại điện giống vậy đó Hiếu. Mỗi lần mà mình bước lên cầu thang vậy là mình là được tỏa sáng nè anh Đăng. Hiếu như kiểu đang đi cấp bước. Và ở tầng 2 thì anh có hai phòng ngủ, anh mời em vào phòng master trước. Đây là phòng master thì chúng ta có một căn phòng với diện tích lên tới tận 32 m². Nên do đó là cái gì nó cũng lớn lớn ở trong chỗ này hết em. Như ở đây thì chúng ta đã có giường nè, rồi tủ quần áo lớn nè. Thêm vào đó là cái phần đầu giường thì cũng đã được điểm nhấn bằng một cái vách trang trí. Với cái này là vật liệu nỉ và kính trà. Và cái tông màu chủ đạo này nó cũng là màu trắng nữa, thì theo em trong phòng ngủ là họ set up như vậy thì em thấy như thế này. Em thấy không gian thì thoải mái, giường lớn, tủ to, và đặc biệt á là chủ nhân kết hợp cái gam màu cam vàng ở đây anh ạ, tăng cái sự ấm áp mà rất là năng lượng. Và đặc biệt cái tủ này á, em thấy đựng đồ rất là thoải mái luôn. Nhưng mà hả, không có chơi trốn tìm được rồi. Mà phải gọn gàng thôi. Mình chỉ là người đến sao? Cái này là đúng theo trend luôn á mọi người. Và ngoài ra thì ở bên phía đằng trước thì cũng có được trang trí một tấm nỉ ở chỗ này, tăng sự ấm áp nè anh. Đúng rồi, thêm vào đó là chúng ta có được hai cái phần từ cái hướng cửa chính để kết nối ra phía ban công bên ngoài. Và hướng cửa sổ này nữa, nên do đó là cái căn phòng mình cũng tràn ngập ánh sáng từ tự nhiên. Anh mời em ra ban công thử. Đây là không gian ngoài đây thì chúng ta sẽ thấy được rõ về cái phần ban công nhôm đúc. Ban công nhôm đúc này thì nó cũng có một cái đặc trưng, nữa là nó chịu được mọi loại thời tiết khắc nghiệt luôn á em. Và nó bền màu nữa. Ở chỗ này thì mình có thêm một cái tủ nữa nè, để mọi người có thể bỏ đồ vào đây. Toilet bên trong này thì cũng đã đầy đủ các thiết bị vệ sinh, cũng đã được trang bị sẵn. Ở đây là căn phòng ngủ thứ hai của tầng 1. Phòng này thì em thấy gọn gàng. Tủ này thì chơi trốn tìm được đây. Diện tích nó nhỏ hơn là diện tích bên kia chút xíu, nhưng nó vẫn được set up đầy đủ nội thất ở bên trong.
như là tủ đựng trần nè, hay là giường lớn ngay đây, và một cái tấm vách trang trí thì cũng được cách điệu đi cho nó trẻ trung hơn. Và ngoài ra thì em để ý là những cái phòng ngủ đều có cái đèn chùm ở bên trên nữa. Nó cũng là một cách để mình tạo được cái điểm nhấn. Cửa sổ thì mình cũng có ở đây sẵn. Hệ thống để tủ tivi và máy lạnh cũng được trang bị. Ngoài ra thì chúng ta vẫn có toilet được đặt ở bên trong phòng, toilet với đầy đủ các thiết bị vệ sinh. Căn nhà này là một căn được xây dựng là một trệt, hai lầu sân thượng, nên từ đó là chúng ta sẽ có 4 phòng ngủ. Thì hai phòng ở trên cũng đang được set up giống y chang vậy. Thì để tránh làm mất thời gian của mọi người thì anh em chúng tôi sẽ lướt qua tầng 2 và chúng ta sẽ cùng di chuyển lên sân thượng luôn nha. Xin mời. Trên không gian cao nhất này thì mình sẽ có phòng thờ ngay đây. Và cái điều đặc biệt của ngôi nhà này là nó có thêm một cái toilet được đặt lên đây nữa. Và toilet này thì nó nằm xéo khu vực này, nó cũng không phạm một phong thủy thôi. Mình sẽ có một cái cửa để di chuyển ra cái hướng ban công phía bên hông. Qua khu vực này thì em có thể phơi đồ ngoài này nè. Và anh nghĩ là chúng ta sẽ di chuyển ra một cái không gian mà em sẽ rất là thích. Chú ơi, em thấy cái không gian phía trước này như thế nào? Em thấy rất là thoáng. Trên này mình có thể sinh hoạt tiệc party với gia đình. Và mình có thể ngắm cảnh rất là chill đấy anh. Đúng rồi. Ngoài ra thì em sẽ có những cái không gian thoáng để ở trên nó còn thêm những cái hệ lan nữa đó. Mình em mà có sở thích mà trồng mấy cây hoa hồng, hồng leo á nha. Hồng leo leo vòng vòng này sẽ rất là đẹp. Và đặc biệt là em trồng hồng leo này nó đẹp với em vậy. Cái thứ hai là nó không bị rụng lá đâu. Và sau khi trải nghiệm ngôi nhà này rồi thì Hiếu thấy 9,5 tỷ nó có hợp lý hay không? Em thì thấy không gian thiết kế tinh tế, đồ nội thất thì cũng rất là chất lượng. Hầu như mọi thứ ở bên trong nhà đều được set up một cách bài bản và chỉnh chu hết rồi. Anh nghĩ là ví dụ như ai mà sở hữu ngôi nhà này thì có việc là chỉ trả tiền trước nè. Phải trả tiền sang tên thôi chứ. Rồi xong mình chỉ cần kéo vali vô đây rồi mình ở thôi. Còn ví dụ như có những cái chi tiết mà nó chưa được hoàn chỉnh hoặc là theo cái nhu cầu cá nhân riêng của mình chưa thấy nó đẹp á, thì chủ nhà này vẫn có thể hỗ trợ và một là bù tiền để đổi cho mọi người, hoặc là họ sẽ đổi luôn cho mình luôn. Và nếu như mọi người cảm thấy thích ngôi nhà này và muốn trải nghiệm thực tế thì hãy liên hệ với số hotline đang để bên góc phải màn hình. Và đừng quên cho anh em chúng tôi một subscribe và nhớ like để ủng hộ kênh nha. Và bye bye, hẹn gặp mọi người ở những video sau. Cũng có một cái tự sự chia sẻ về hai anh em chúng tôi, thì hai anh em thì cũng mới vừa hợp tác, thì với những căn nhà thì nó còn hơi chưa hiểu ý nhau lắm. Thì cũng hy vọng là những cái số đầu tiên mọi người thông cảm và bỏ qua. Nói chung là anh em mình sẽ cố gắng để thực hiện được những video sau nó hoàn chỉnh hơn nữa và truyền tải thông tin tốt cho mọi người nhiều hơn nữa. Cũng hy vọng là mọi người sẽ bỏ qua cho anh em chúng tôi nha. Hẹn gặp lại, xin chào. Cảm ơn, xin chào mọi người.